Hai cái phòng trên này rất là đặc biệt này, tại vì nó còn đóng cửa. Đồng kính chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Hiện tại Đồng đang có mặt ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, đang đi hành trình tìm kiếm những cái căn nhà hoang, những câu chuyện hay, những hoàn cảnh khó khăn, những biệt thự bỏ hoang. Đồng bắt gặp ở đây một biệt thự, hay có thể gọi là một căn nhà cao tầng đôi bỏ hoang, rất là đồ sộ luôn. Theo Đồng tìm hiểu từ cái anh bán nước đầu kia thì anh nói căn nhà này bỏ hoang cũng được 4-5 năm nay. Không hiểu tại sao gia chủ đang ở mà tự nhiên đột nhiên bỏ hoang, không hiểu lý do luôn. Anh ở đây cũng không biết hay biết gì luôn á. Gia chủ đi trong đêm luôn á. Vì vậy Đồng muốn vào đây để tìm hiểu khám phá căn biệt thự đôi bỏ hoang này, gửi tới cho quý cô chú anh chị. Hy vọng quý cô chú anh chị yêu thương và đồng hành cùng Đồng ở video này nhé. Ở đây là phía trước của căn biệt thự bỏ hoang, rất là đồ sộ luôn. Một trệt và ba lầu. Nhìn còn rất là mới quý cô chú chị. Theo như Đồng tìm hiểu từ một người anh bán quán cà phê phía bên kia, anh thì không tiện lên hình, nhưng mà anh nói là căn nhà này bỏ hoang khá lâu rồi, được khoảng 4-5 năm. Và anh chia sẻ rằng đang kinh doanh, làm ăn. Không hiểu vì sao mà gia chủ tự nhiên bỏ hoang ngôi nhà và ra đi luôn. Chắc có điều gì đó liên quan trong căn biệt thự khổng lồ như vậy. Bây giờ thì Đồng kính mời quý cô chú anh chị cùng Đồng đi vào đó để tìm hiểu cũng như khám phá căn biệt thự đồ sộ này. Còn rất là mới quý cô chú anh chị. Một trệt 3 lầu. Mọi thứ ở đây khá là bừa bộn. Có thể trước đây là một cái nơi sửa chữa hay sản xuất một cái sản phẩm gì đó. Hiện tại bỏ hoang lâu, cộng với những cái dòng chữ nghệ thuật, nhìn là ngôi nhà rất là ma mị quý cô chú anh chị. Đây là lối đi qua bên cái gian nhà bên này. Thì em sẽ đi bên này trước, lát nữa thì sẽ đi qua bên này. Đầu tiên đây chắc là một cái gian nhà vệ sinh. Hiện tại bồn cầu bị phá lấy hết rồi. Phần sau này em nghĩ là trước đây là một cái nhà tắm hoặc là nhà vệ sinh. Ở dưới này lúc trước là tầng hầm này để đặt là máy bơm á, mà hiện tại máy bơm bị người ta tháo đi mất rồi. Bây giờ thì em sẽ di chuyển lên lầu. Ở những bức tường ở đây được phủ rất là nhiều chữ nghệ thuật. Uầy, phía trên này đây, ở đó có một cái tấm gương kìa, nhưng mà được người ta úp vô tường. Và rất là nhiều dòng chữ nghệ thuật ở đó. Một căn biệt thự 3 lầu 1 trệt còn rất là mới.
Đây là căn nhà vệ sinh. Hiện tại bị người ta tháo hết, lấy hết bồn cầu kìa. Và dây điện cũng bị cắt, lấy hết. Đây như một là gian phòng phòng ngủ quý cô, phòng khách quý cô chú chị. Đồng nhầm. Là một gian phòng khách. Ở đây có một cái tấm gương này khá là mới. Chắc ai đó tháo từ nhà vệ sinh ra nhưng chưa kịp lấy. Phòng này thì cửa nó còn nguyên. Có một số người nào đó đã cậy những cái mảng bản lề này đi, muốn lấy cánh cửa nhưng lấy chưa được á. Ở phía trong này là một cái nhà vệ sinh, mà không hiểu sao lại có một cái tủ ở trong này này. Và cánh cửa vệ sinh thì bị tháo và dục trong kia rồi. Có thể có ai đó lấy mà chưa lấy được. Những cái vết lỗ mà trên trần nhà đây này, theo em nghĩ là bị kẻ gian vào đây và cậy lấy hết bóng đèn. Tiếp tục em sẽ di chuyển lên lầu. Một căn nhà rất là đẹp. Không biết quý cô chú anh chị có vừa nghe một cái tiếng động gì rất là lớn ở trên lầu này. Không biết có ai sinh sống ở nơi đây hay không. Đầy đấy những cái dòng chữ nghệ thuật. Bị tháo lấy hết đồ rồi. Vì khu này, vực này được ai đó lên đây này vẽ những cái hình tượng và những chữ nghệ thuật nhìn cực kỳ đặc sắc luôn. Cửa nẻo nó còn nguyên luôn á. Cửa này là cửa kính. Và họ làm ra những cái vết loang lổ trên cánh cửa kìa. Nhìn xa thì y chang như máu vậy đó. Nhìn nó khá là rợn người. Nghe nói là vào phòng một con cửa thì nhớ là gõ 3 tiếng. Mọi thứ bị người ta tháo lấy hết rồi quý cô chú anh chị. Giống như là ở chỗ này này, cửa sổ chỗ này em nghĩ là một cái cửa kính khá là có giá trị, kính nhôm á. Người ta đã đập hết kính này và lấy được đi cái viền nhôm xung quanh này. Ở trên kia còn cái một cái viền nhôm kìa. Bao nhiêu bóng đèn ở trên trần nhà thì đều bị lấy hết rồi. Không còn một cái nào hết. Kể cả những cái đường dây điện này. Vậy là khi gia chủ bỏ căn nhà này đi
tự nhiên bước tới đây này, đang nói với quý cô chú anh chị á, bước tới đây kia dòng chữ trên kia giống như một cái người đang ngồi giật hết cả mình luôn. Có thể là khi gia chủ này rời khỏi căn nhà, căn nhà này còn nguyên vẹn, sau này bị những người kẻ xấu tới người ta dỡ lấy hết đồ rồi. Hồi nãy nhìn sơ qua giống như có cái người đang ngồi vậy đó. Hai cái phòng trên này rất là đặc biệt này, tại vì nó còn đóng cửa. Bức tường bên này được những anh những chị gì đó bên chứ nghệ thuật đó vẽ kín hết cái tường rồi. Nhìn những bức tường này này, nhìn rất là ma mị luôn. Và những vết tay loang lổ. Ui. Căn phòng tắm này thì còn được một cái tấm gương rất là lớn. Còn một lầu nữa kìa. Căn phòng bên này cũng được đóng cửa. Ổ khóa đã bị người ta lấy đi rồi. Không biết còn gì này nữa hay không mà bị đóng cửa như vậy. Ở cái khung cửa này cũng bị người ta đập vỡ và tháo lấy cái khung rồi, khung nhôm. Chỉ còn lại tên kia kìa, một tấm rèm cửa khá mới. Chắc cao quá người ta chưa có lấy được á. Một căn biệt thự, căn nhà lầu còn rất là mới. Xây dựng xong không hiểu sao lại có cái vấn đề gì với gia chủ hay không mà căn nhà lại đột nhiên bỏ hoang như vậy. Trên này là khu sân thượng này. Nếu tính cả cái lầu em đang đứng đây nữa là 4 lầu. Rất là cao. Ngoài này là những cái bộ bàn ghế. Và qua bên cái phòng này luôn. Em lát nữa em sẽ đi qua bên cái căn phòng kế bên luôn. Một view khá là đẹp. Chỗ này chiều mát mẻ mà ngồi đây mà ăn uống hay nhậu nhẹt gì cực kỳ tuyệt vời luôn. Nhìn cảnh Sài Gòn. Trước khi đi qua bên đó thì em đi trước cái sân thượng này xem có gì không.
không biết chỗ kia là cái học tổ hay cái bàn thờ ông thần tài thổ địa nữa. À, theo như em nghĩ, đây là một cái bàn thờ của ông thần tài thổ địa, bởi vì ở nơi đây có một lư hương. Lư hương này được thắp hương cũng khá là nhiều. Phía trước này đây là sân thượng chung cho toàn bộ căn biệt thự đồ sộ này. View nhìn rất là cực kỳ thích luôn quý cô chú anh chị. À, bây giờ thì hồi nãy em đi cái căn bên này đi lên, giờ em sẽ di chuyển qua căn bên này và đi xuống để xem có cái điều gì đặc biệt hay không. Trên này thì còn nguyên một cái bộ bàn ghế đá này. Cái này là ở trên này người ta nặng quá không lấy được, nếu mà ở gần gần bên dưới chắc cũng mất rồi. Còn rất là mới luôn á, giống như chưa được ở luôn. À nhưng mà hồi nãy đến giờ em quên để ý là cái lan can cầu thang này này cũng được lắp rồi và bị người ta tháo lấy mất rồi, tại vì còn sót lại những cái ốc vít á. Bên này còn sót lại cái học tủ với một cái thanh của cái giường. Còn lại mọi thứ hầu như đã bị người ta lấy hết rồi. Ở trong này theo em nghĩ là nhà vệ sinh đã được lắp bồn cầu đầy đủ hết rồi, vòi nước rồi, nhưng mà bị tháo lấy hết sạch. Giống như tấm cửa này cũng vậy này, bị ai đó tháo xuống và họ đang tính lấy đi. Nãy giờ đi sót một cái duy nhất này. À, chắc có thể là khi tháo cái bồn cầu kia bị vỡ nên họ không lấy nữa, bỏ lại. Cửa nhôm kính bị gần như đã bị lấy sạch đi hết rồi. À, điều đặc biệt ở cái căn biệt thự bỏ hoang, căn nhà lầu bỏ hoang này là những cái ký tự chữ nghệ thuật đầy rẫy luôn. Cái này đi một mình buổi tối mà dọi đèn vô cảm giác nó cũng ớn ớn lạnh. Căn bên này em thấy được vẽ nhiều hơn. Ui, một căn phòng ngủ khá là đặc biệt. Mọi thứ trên này bị người ta tháo lấy hết này quý cô chú anh chị. Nhưng mà đặc biệt ở đây là được vẽ những cái chữ nghệ thuật và những cái hình nghệ thuật khá là ghê.
Đây là một cái hình đầu lâu này. Trên này cũng một hình ma quái gì đó. Những cái chiếc răng nanh. Bên kia chắc là biểu tượng của con ong. Cực kỳ nghệ thuật luôn. Nhà vệ sinh. Uầy. À, cái phòng này bị người ta đập phá này. Hết kính này, kính vỡ tùm lum này quý cô chú anh chị. Và kéo cong hết để lấy những cái nhôm này này. Có thể những người ve chai. Nhưng mà hiện tại họ chưa lấy được. Có thể khi họ lấy, họ có người đến hoặc là xảy ra cái gì đó nên họ ngưng lại. Căn phòng này không hiểu vì sao mà bị người ta dỡ hết la phong rồi. Chỉ còn những mớ hỗn độn này nằm dưới nhà. Và những cái dòng chữ nghệ thuật. Những cái bức hình này mà nhìn kỹ cực kỳ đặc sắc luôn này. Nó có một cái hình thù của một cái con vật gì đó. Phía trước kia rất là nhiều cái bình khác nhau. Có thể theo em nghĩ đây là sản phẩm của những cái dòng chữ hay là những cái bức hình nghệ thuật này để lại. Những cái bình sơn xịt á. Quá trời quá đất luôn quý cô chú anh chị. Ở đây có tới hơn chục cái bình. Và cái cửa này thì người ta đập lấy không còn một cái gì hết á. Và em nghĩ là cái dòng chữ nghệ thuật này được xịt sau này thôi. Khi căn nhà đã bỏ hoang thì người ta mới lên xịt sau. Tại vì mà nhà ở không ai mà xịt như vậy hết. Ở đây có rất là nhiều đồ của phụ nữ nữa này. Và một cái chiếu khá là cũ kỹ luôn. Cũng có thể là ở đây trước đây có một người nào đó phụ nữ vô gia cư sống ở đây. Vì em thấy ở đây đồ phụ nữ nó khá là nhiều.
Hiện tại căn nhà khá là bừa bộn và rất là dơ. Chắc có bỏ hoang theo như đúng lời anh bán quán đầu kia chia sẻ cũng 4 đến 5 năm rồi. Nhưng mà căn nhà thực sự là còn rất là mới quý cô chú anh chị. Mới và cực kỳ đẹp luôn. 4 lầu 1 trệt. Khu dưới này là giống như một cái phòng khách này, nó dài thụ thẳng đuột ra tới kia và nó thông qua bên căn nhà kế bên luôn. Nhà này giống như nhà lầu đôi vậy đó. Hai căn nó liền kề với nhau. Một căn nhà còn rất là mới mà không hiểu tại sao lại bỏ hoang. Chắc Đồng cũng xin phép kết thúc video tại đây. Đồng kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo của Đồng nhé. Đồng chào cả nhà.